Nếu thấy mình có 5 thói quen này, phải đi khám ngay, kẻo nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Có lẽ hầu hết cô bác ở đây đều khiếp sợ căn bệnh ung thư, đúng không nào? Đã mắc bệnh này thì xác định điều trị vô cùng tốn kém, vật vã khổ sở, mà thời gian sống thì lại không được bao nhiêu. Tuy nhiên, so với ung thư thì tôi thấy đột quỵ còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần, bởi vì đột quỵ có thể xảy ra đột ngột. Nếu cấp cứu muộn, người bệnh sẽ phải chịu di chứng nặng nề đến suốt đời, thậm chí là không có khỏi. Do đó, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra cho cô bác 5 thói quen cực kỳ phổ biến làm tăng nguy cơ đột quỵ mà nhiều cô bác không hề hay biết. Nếu đang có các thói quen này, cô bác cần kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt để đánh giá nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn và có biện pháp phòng tránh kịp thời, cô bác nhé. Thói quen đầu tiên đó là bỏ bữa sáng. Ngày nay, có không ít cô bác có thói quen là gộp chung bữa sáng và bữa trưa lại với nhau. Tôi hiểu việc này sẽ giúp cô bác tiết kiệm được khối thời gian và tiền bạc. Cô bác nào cũng muốn vun vén cho chồng con đến nơi đến chốn, còn bản thân mình thì lại bỏ bê và cho rằng đó là hy sinh. Cũng có thể vì làm công việc nội trợ ở nhà nên nhiều cô bác nghĩ rằng mình cũng không phải làm việc gì nặng nhọc hay vận dụng trí óc, đỡ đi một bữa ăn cho một người thì tiết kiệm được thêm một khoản. Tuy nhiên, thói quen bỏ bữa sáng là cực kỳ nguy hiểm, cô bác nhé. Nó không chỉ đơn thuần là khiến cho cô bác bị đói, thiếu năng lượng để duy trì các hoạt động, mà còn ảnh hưởng đến hệ tim mạch và sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Một cuộc nghiên cứu đã được tiến hành trên khoảng 80.000 người, bao gồm cả nam và nữ từ độ tuổi trung niên cho đến già. Những người này không hề có tiền sử về bệnh tim mạch và ung thư nhé, cô bác. Các chuyên gia sẽ theo dõi họ trong vòng 15 năm. Sau khi kết thúc 15 năm này, họ sẽ phải trả lời các câu hỏi có liên quan đến chế độ ăn uống, nhất là thói quen ăn sáng của họ. Và kết quả là cô bác có biết sao không? Trong số 80.000 người thì có khoảng gần 4.000 người bị tai biến mạch máu não. Trong 4.000 người này lại có hơn 1.000 người bị tai biến do xuất huyết và gần 900 người bị tai biến do bệnh mạch vành. Và điều đáng nói là hầu hết những người này đều có thói quen bỏ bữa sáng đấy cô bác. Các chuyên gia kết luận việc bỏ ăn sáng sẽ làm tăng nguy cơ tai biến lên đến gần 40% so với những người ăn sáng đầy đủ. Ngoài ra, huyết áp thường có xu hướng tăng cao vào buổi sáng và nó còn tăng cao hơn nếu cô bác bỏ ăn sáng. Mà huyết áp cao cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh tai biến mạch máu não. Bữa sáng là một bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đáng ra cô bác cần phải ăn đầy đủ, thịnh soạn hơn so với các bữa ăn còn lại. Do đó cô bác tuyệt đối không được bỏ bữa sáng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bác nhé. Thói quen thứ hai là lười uống nước. Có không ít cô bác đang duy trì thói quen là đợi khi nào cảm thấy khát nước, miệng khô rát rồi mới uống nước. Có thể là cô bác hiểu nhầm khi mà cơ thể thiếu nước và cần bổ sung thì nó mới phát tín hiệu cho chúng ta, có đúng không? Hoặc một lý do khác có thể thông cảm được đó là đôi khi mình bận quá, tập trung quá nhiều cho công việc mà quên ăn, quên uống. Tuy nhiên, vì lý do gì thì việc lười uống nước vẫn là một thói quen cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta. Trước hết, cơ thể của mình 10 phần thì đến 7 phần là nước rồi, có đúng không cô bác? Trong quá trình sinh hoạt, làm việc, mình sẽ bị mất đi một lượng nước lớn thông qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu. Trông có vẻ ít thế thôi, nhưng mà nhiều phết đấy cô bác. Mặt khác, cơ thể mình cần nước để phục vụ cho quá trình trao đổi chất, chuyển hóa dinh dưỡng và làm loãng máu. Mà máu đông đặc, vón cục chính là nguyên nhân gây ách tắc mạch máu, khiến cho máu lưu thông kém. Mà khi máu lưu thông kém thì cô bác sẽ dễ bị thiếu máu, thiếu oxy lên não và tim, khiến cho các tế bào tại hai cơ quan này không đủ năng lượng để hoạt động. Từ đó gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Nghiêm trọng nhất đó chính là đột quỵ. Mỗi ngày cô bác cần uống khoảng 7 đến 8 cốc nước. Uống ngay cả khi không cảm thấy khát. Vì thấy khát tức là đã thiếu nước trầm trọng rồi đấy cô bác. Vậy mới nói lười uống nước chính là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ. Nếu cô bác đang có thói quen này thì chứng tỏ đang tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ cô bác nhé. Thói quen thứ ba là ngồi vắt chéo chân. Cô bác có đồng ý rằng đây chính là tư thế ngồi phổ biến hàng đầu của các chị em phụ nữ, có đúng không nào? Nó đã trở thành một thói quen rất khó bỏ, có khi còn được thực hiện trong vô thức. Tức là nó đã trở thành một hành động và cử chỉ tự nhiên rồi đấy cô bác. Đành rằng đây là tư thế khá lịch sự, thế nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến đột quỵ, làm tăng nguy cơ đột quỵ cô bác nhé. Bởi vì khi cô bác ngồi kiểu này, chân này đè lên chân kia thì các tĩnh mạch ở chân sẽ bị cản trở, lưu lượng máu sẽ trở nên chậm chạp, ì ạch.
thế nên ngồi lâu lâu cô bác mới có cảm giác tê chân đấy cô bác. Khi máu lưu thông kém tại khu vực này, nó có thể bị lắng đọng trong tĩnh mạch và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân, từ đó dẫn đến bệnh tim và đột quỵ cô bác nhé. Không chỉ riêng việc ngồi bắt chéo chân đâu, mà khi ngủ cô bác cũng không nên vắt hai chân lại với nhau. Thói quen này diễn ra trong giấc ngủ còn nguy hiểm hơn, vì cô bác sẽ ngủ rất say mà không cảm nhận được hiện tượng tê bất thường ở chân. Nếu duy trì tư thế này quá 10 đến 15 phút sẽ có thể đe dọa đến sức khỏe của chúng ta. Cô bác nào có sẵn nguy cơ hình thành cục máu đông cao thì càng phải tránh xa thói quen này cô bác nhé. Thói quen thứ tư là kê cao chân khi đi ngủ. Vì để đem lại cảm giác thoải mái nhất cho chân khi đi ngủ, nên nhiều cô bác thường kê một chiếc gối ở dưới khoeo chân, bên dưới đầu gối, vùng cổ chân hoặc là bàn chân. Tôi cũng thấy là khi kê như vậy thì chân của mình sẽ được thả lỏng chứ không căng giống như duỗi thẳng và ngủ khá ngon. Bên cạnh đó, nó còn có lợi ích, đó là giảm phù nề ở chân do chấn thương, cải thiện tình trạng huyết áp thấp và giãn tĩnh mạch chân, ngăn ngừa tóc bạc sớm. Thế nhưng có một vấn đề là việc kê chân cao hơn đầu sẽ giúp cho huyết áp tăng lên đến mức ổn định. Trong khi đó, hầu hết các cô bác khi có tuổi sẽ mắc phải chứng cao huyết áp. Do đó khi nằm ngủ mà để đầu thấp hơn chân thì huyết áp sẽ càng tăng cao hơn, thậm chí là tăng vọt lên đột ngột vào buổi sáng sớm, rất dễ xảy ra tai biến, đột quỵ cô bác nhé. Mặc dù tư thế ngủ chân kê cao hơn một chút cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng có lẽ bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ đột quỵ vẫn là lợi ích nhất trong số đó có đúng không cô bác? Vì vậy tư thế nằm tốt nhất vẫn là gối đầu cao, chân để bình thường trên giường. Hoặc nếu cô bác muốn thoải mái thì chỉ nên lót một chiếc gối mỏng là đủ rồi. Thói quen thứ 5 là nằm gối quá cao. Vừa rồi cô bác đã biết là đi ngủ thì không nên kê chân quá cao và nên để đầu cao hơn chân có đúng không nào? Tuy nhiên kê đầu quá cao cũng lại gây ra đột quỵ cô bác nhé. Một số cô bác khi nằm ngủ là cứ phải kê vài ba chiếc gối cao lên vì đã quen rồi, cũng có quan niệm cho rằng làm như vậy thì ngủ sẽ ngon hơn. Tuy nhiên đúng ra thói quen này còn khiến cho cô bác sẽ bị căng thẳng và mệt mỏi hơn. Bởi vì khi dùng gối quá cao, cô bác hình dung là nó giống với việc mình cúi đầu xuống hoặc là nghiêng đầu liên tục. Điều này khiến cho cơ xương cổ không được nghỉ ngơi, phần cơ ở cổ không được thả lỏng một cách tự nhiên mà bị kéo căng ra. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, cô bác sẽ bị đau ê ẩm ở vùng cổ và rất khó khăn khi quay đầu hoặc là cúi đầu. Chưa hết, khi cô bác dùng gối quá cao, quá dày thì cổ của mình sẽ bị gập lại, khiến cho mạch máu và dây thần kinh bị chèn ép. Từ đó lưu thông máu bị gián đoạn, dẫn đến thiếu máu não. Thói quen này về lâu về dài sẽ dẫn đến tai biến, bệnh sẽ tiến triển âm thầm nên cô bác sẽ khó mà có thể nhận biết được. Do đó mà tốt nhất, cô bác nên tránh những chiếc gối dày quá 15cm cô bác nhé. Nếu cô bác đang có một trong 5 thói quen vừa rồi thì có 2 điều mà cô bác cần phải lưu ý. Trước hết là bỏ ngay thói quen này đi. Tiếp theo là mình sẽ phải đi khám để đánh giá chính xác nguy cơ đột quỵ. Cùng với đó, cô bác cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh. Đây chính là yếu tố hết sức quan trọng để ngăn ngừa đột quỵ. Chính vì vậy nên cô bác hãy hạn chế 3 món sau đây để đạt được hiệu quả cao trong việc phòng tránh nguy cơ đột quỵ cô bác nhé. Thứ nhất là các loại thịt đỏ. Cô bác nào thường xuyên ăn thịt lợn, thịt bò, các loại thịt gia súc trong bữa ăn hàng ngày thì sẽ có nguy cơ bị tăng chứng đột quỵ rất cao. Nguyên nhân gây nên tình trạng đột quỵ khi ăn các món này đó là do thịt đỏ có chứa rất nhiều chất béo bão hòa. Nếu cô bác ăn thường xuyên sẽ dẫn đến hiện tượng tích tụ mảng bám protein, thành động mạch sẽ bị dày lên và làm tắc nghẽn dòng chảy mạch máu và kết cục là dẫn đến đột quỵ và bệnh tim. Bên cạnh đó, trong thịt đỏ còn có chứa hàm lượng lớn chất hemoglobin. Tuy rằng chất này có nhiệm vụ quan trọng là vận chuyển oxy trong máu đến các mô trong cơ thể, thế nhưng nếu như nồng độ chất này tăng lên cao, vượt quá so với mức tiêu chuẩn, thì sẽ làm cản trở lưu thông máu, làm tăng nguy cơ đau tim và hình thành cục máu đông gây đột quỵ của bác nhé. Chính vì vậy, mỗi tuần, cô bác chỉ nên ăn khoảng 5-7 lạng thịt đỏ mà thôi, nên chia ra làm 2-3 bữa, tránh việc ăn đều đặn hàng ngày của bác nhé. Thay vào đó, mình sẽ ăn thêm gà và cá cùng với các loại thịt trắng an toàn hơn cho sức khỏe của cô bác. Thứ hai là bánh quy giòn, bánh kẹo ngọt. Nhiều cô bác khi có tuổi lại thích ăn đồ ngọt, trong người lúc nào cũng sẵn vài ba cái kẹo, hoặc để phòng khi bị tụt đường huyết, hoa mắt, chóng mặt thì ăn.
Tuy nhiên cô bác không nên lạm dụng các loại đồ ăn có chứa nhiều đường đâu nhé, bởi vì thói quen ăn quá nhiều đường sẽ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của hệ tim mạch. Thậm chí so với chất béo thì đường còn có hại hơn rất nhiều lần đấy cô bác. Đường sẽ gây tổn thương cho động mạch và tim, làm tăng nguy cơ đau tim và các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, đường sẽ làm tăng mức insulin để hạ đường huyết, nhưng cùng với đó nó lại kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng cao thì tim và động mạch của cô bác sẽ phải làm việc nhiều hơn và từ đó làm tăng nguy cơ mắc các cơn đau tim, đột quỵ cùng với một số vấn đề nghiêm trọng khác về động mạch vành. Do đó tốt nhất cô bác nên hạn chế ăn bánh kẹo. Nếu thích ăn ngọt, có thể chọn các loại đường tự nhiên hoặc là ăn trái cây tươi cho an toàn của bác nhé. Và thứ ba là thịt hun khói và thịt chế biến sẵn. Thời đại ngày nay thì ai cũng có nhiều công nọ việc kia. Thế nên nhiều khi không có thời gian để cơm nước đàng hoàng. Có nấu ra rồi thì có khi nhà cũng không đủ thành viên. Thế nên nhiều cô bác chọn mua các loại thịt chế biến sẵn. Khi nào gần ăn thì chỉ việc làm nóng lại hoặc sáng tạo thêm một chút là xong. Tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ đáng lưu ý của bác nhé. Sở dĩ chúng có nguy cơ gây ra đột quỵ đó là do quá trình bảo quản có chứa nhiều natri. Natri và nitrit được tìm thấy trong những thực phẩm này được các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nó có thể gây hại trực tiếp đến mạch máu, khiến cho động mạch bị xơ cứng, thu hẹp, làm thiếu máu lên não và dẫn đến đột quỵ. Trong một nghiên cứu, người ta cũng phát hiện ra rằng những ai mà ăn thịt chế biến sẵn mỗi ngày thì sẽ tăng hơn 40% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch vành đấy cô bác. Chưa kể cô bác còn phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh bạch cầu và ung thư nếu ăn quá nhiều các món này. Bởi vậy, khuyến khích cô bác ăn đồ tươi, vừa ngon lại vừa an toàn cho sức khỏe của cô bác. Đột quỵ là căn bệnh phát triển âm thầm nhưng lại có thể xuất hiện bất ngờ và đe dọa trực tiếp tới tính mạng của chúng ta. Do đó, việc xây dựng một lối sống lành mạnh là cực kỳ quan trọng để đẩy lùi căn bệnh này. Cô bác hãy loại bỏ các loại thực phẩm có hại cùng với những thói quen xấu là tác nhân gây ra đột quỵ. Đồng thời khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để nếu như có bệnh thì mình điều trị sẽ đạt hiệu quả của bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ và đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.